Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn thể khách hàng. Hôm nay tại xưởng của Thành Luân chúng tôi là đang kê và trưng bày 3 bộ tranh tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong theo đơn đặt hàng của 3 khách hàng. 3 khách hàng đặt hàng cơ sở Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Hiện tại ở cơ sở Thành Luân có tầm độ khoảng 50 đến 70 bộ tranh tứ quý các loại, các mẫu mã. Thì ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu tặng 3 bộ mà chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần mặt. 3 bộ này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của 3 khách hàng. Vừa rồi có một khách hàng đã ký nhận phần mộc một bộ, còn 2 bác khách hàng nữa. Đây, sau đây Thành Luân sẽ xin giới thiệu về thông số kích thước của 3 bộ tứ quý này. 3 bộ tứ quý này làm đồng chất gỗ là gỗ hương đá, có kích thước 50 x 1m27 và dày 7 phân rưỡi, 50 x 1m27 và dày 7 phân rưỡi. Chúng tôi sẽ giới thiệu trước một bộ đấy, Tùng Trúc Cúc Mai đấy, bằng gỗ hương đá dày 7 phân rưỡi, kích thước rộng 50 và dài 1m3, cao 1m3 và rộng 1m50. Đường nét được đục chạm kênh bong, và 3 bộ tranh tứ quý này chúng tôi sẽ báo giá công khai là 35 triệu một bộ. Giá 35 triệu một bộ tứ quý dày 7 phân rưỡi, dày 7 phân rưỡi. Cái này là hàng chúng tôi làm hàng một khung nên cho nên cái ván đục này nó rất là to. Đấy, hàng hai khung thì ván nó nhỏ hơn, nó sẽ rẻ hơn. Đấy, hàng một khung cái ván này chúng tôi làm rộng 42 phân, cái ván này chúng tôi làm rộng 42 phân, còn đâu là khung. Đấy, dày 7 phân rưỡi, cao là 1m3, 50 x 1m3 và dày 7 phân rưỡi, giá 35 triệu. Cái nào có mai, hoa mai tượng trưng hoa mai đi cùng với chim điểu và cúc, hoa cúc, cúc kê, tùng lộc cúc kê, cúc gà là cúc kê. Vừa rồi một anh khách đã ký và chúc chúc trích, toàn bộ đường nét được đục chạm kênh bong, tùng hạc hoặc là tùng lộc, lộc tức là còn nhiều. Các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp Thành Luân theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972773888. 3 bộ này thì có đồng kích thước mẫu mã và loại gỗ. Kích thước 4 kích thước 50 rộng 1m3 và dày 7 phân rưỡi. Vừa rồi thì có một anh khách đã ký. Chữ ký của anh vừa ký xong này. 3 bộ này chúng tôi đã có chủ nhân hết rồi. Có khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp Thành Luân theo số điện thoại trên màn hình 0967110389 hoặc 0972770888. Quý khách có thể về trực tiếp cơ sở của Đồ Gỗ Thành Luân tại showroom Đồ Gỗ Thành Luân, nhà 7 tầng hơn 2000m2 ở tại chân cầu Anh Chỗ, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và đây là quý khách đang thấy đây là trong xưởng của Đồ Gỗ Thành Luân tại làng nghề Mộc Thương Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Rất nhiều các siêu phẩm tranh nghệ nhân, tranh đỉnh cao được trưng bày tại cơ sở Thành Luân. Thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Tôi xin tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.